Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft, công viên khủng long. Và hiện tại thì ở dưới phòng thí nghiệm của mình, những cái DNA mà mình lựa chọn nó đã tạo thành những cái trứng khủng long hết rồi. Và kế hoạch của mình trong ngày hôm nay là sẽ kiểu như dùng những cái trứng khủng long này và tạo ra một cái đấu trường khủng long, nơi mà mình sẽ cọ sát sức mạnh giữa các loài khủng long với nhau, xem coi đâu sẽ là loài khủng long mạnh nhất theo từng cái phân khúc ha. Dự định của mình là như vậy. Nhưng mà trước mắt thì để mình up những cái trứng này trước cái đã. Tuy nhiên thì để up an toàn thì chắc mình sẽ up lần lượt từng trứng khác nhau đi, rồi tách riêng khu vực ra. Chẳng hạn như là đằng kia một cái trứng, bên này một trứng, rồi phía đằng này thêm một trứng nữa. Rồi, như vậy là đảm bảo những cái nhóc khủng long sau khi mà được up ấy sẽ không có cắn nhau. Còn cái trứng của Mosasaurus nữa. Trứng của Mosasaurus chắc mình đi kiếm cái hồ. Cách tốt nhất là mình kiếm cái hồ, mình thả em xuống thôi. Đây, chẳng hạn như ở đây nè, trước nhà mình có cái hồ bé bé, thả em xuống. Rồi bơi từ từ đó, ở đây lưới không đấy, bơi mắc kẹt vô lưới bây giờ. Rồi cho ăn nè. Ngoài ra thì những cái máy phân tích của mình ấy, bên nó vẫn chưa có tìm ra được cái DNA của cá sấu này. Như vậy thì kế hoạch kiểu như ghép đôi cho cá sấu của mình tới bây giờ vẫn thất bại rồi. Sao mà cá sấu nhỏ dữ không biết nữa. Chắc đổi tên thành cá sấu nhỏ luôn quá. Gì đâu mà nhỏ hết sức ha. Rồi bên đây thì trứng khủng long bạo chúa sắp nở rồi nè. Chuẩn bị, ta da. Nở rồi. Bên đây, hình như đây là trứng của Spino. Yeah, Spino cũng nở rồi. Rồi Therizinosaurus cũng nở luôn. Tuyệt cú mèo. Công việc tiếp theo là mình sẽ cho từng loài ăn đi. Cho ăn trước rồi đã. Mình cho ăn thôi. Nhóc bên đây thì ăn lúa mì. Rồi, nhóc nào thì mình cũng cho ăn đều hết rồi đó. Giờ thì chỉ cần chờ đợi cho khủng long lớn nữa thôi là có thể đưa vào cái đấu trường rồi. Nhưng mà khoan, mình chưa có cái đấu trường nào hết. Thành thử ra là bây giờ mình sẽ bắt tay vào công việc, đó chính là xây dựng đấu trường thôi, để chuẩn bị chào đón những cái chiến binh khủng long mới được. Hợp lý đấy. Nhưng mà để đảm bảo là khủng long sẽ không có cắn nhau sau khi lớn ấy, thì mình sẽ rào lại, rồi đưa khủng long vào bên trong. Như vậy là chắc cú luôn nè. Tương tự thì mình cũng sẽ rào khủng long bạo chúa lại luôn. Bên đây thì có Spino rồi. Ok, giờ thì an tâm hơn rồi đó. Và để xem coi cái khu vực mà mình lựa chọn làm cái đấu trường khủng long này sẽ nằm ở đâu đây. Mình dự tính là sẽ xây nó gần nhà luôn ấy. Gần nhà mình thì còn chỗ nào trống ta? Theo như mình thấy là còn chỗ bên này. Còn đúng chỗ bên đây là trống thôi. Và nó còn ở trung tâm nữa chứ. Hợp lý á nhá. Thôi được rồi, bây giờ thì chắc mình sẽ dọn khu vực này để nó có được một cái mặt bằng tốt tốt một xíu. Rồi mình sẽ lấy nguyên vật liệu và xây dựng một cái đấu trường khủng long ngay tại chính khu vực này. Ok. Sau khi đã có được một cái mặt bằng có thể nói là đủ rộng, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu xây cái phần khung cho cái đấu trường này trước cái đã. Dự kiến là mình sẽ xây cái đấu trường này hình tròn á. Kiểu nó giống như những cái đấu trường La Mã vậy. Giờ thì để mình xây cái phần viền hình tròn trước cái đã. Như vậy thì có bé quá không ta? Chưa để mình ướm lại. Hai nhóc khủng long thả. Như vậy chắc vừa. Ok. Bây giờ thì mình sẽ xây cho nó cao lên. Và cũng như là xác định cái cổng của cái đấu trường cái đó. Chắc mình sẽ đặt cái cổng ngay hướng bên này đi. Là hợp lý này. Nhưng mà trước mắt thì để mình trừ khử cái đàn. Đàn nhện giang hồ này cái đó. Nửa đêm mà đi quấy gậy người ta làm đấu trường à. Ngoài cổng chính ra thì mình cũng sẽ làm thêm cái phần trụ để viền ở bên ngoài nữa. Và mấy cái trụ này thì nó sẽ nằm ở khoảng giữa, ở mỗi hướng. Nó sẽ kiểu như vậy. Như vậy thì hơi khó hình dung á. Thôi để bây giờ mình sẽ hoàn thiện cái phần phần tường trước đi. Mình sẽ xây phần tường cao lên một xíu. Lúc đấy thì chắc mình sẽ dễ hình dung cái phần đấu trường này hơn á. Sau khi xây xong cái phần tường thì bây giờ nhìn nó đã thoáng hơn rồi nè. Gì ta hộ cho khủng long nhào vô mà đánh nhau trong này luôn á nha. Rồi, phần trụ bên ngoài thì mình sẽ kéo cho nó cao lên một xíu. Để một tí nữa, mình còn làm cái phần kiểu như cho khán giả ngồi xem ấy. Nên là mình sẽ cần có những cái trụ này để nó dài ra bên ngoài.
Và để tiện cho cái việc xây dựng hơn thì mình sẽ ốp ở phía bên ngoài một cái lớp bằng đá cội, cầu thang đá cội như vậy. Khi ốp xong á thì ở phía trên này mình sẽ có một cái khoảng trống. Mình nghĩ cái khoảng trống này á sẽ đủ rộng để mình có thể di chuyển tới lui nè và trang trí một vài cái ghế. Rồi, giờ thì mình sẽ tới công đoạn là hoàn thiện nốt cái phần đấu trường trước đi. Những cái trụ này mình sẽ kéo cao lên một tí, tại vì mình muốn làm cái điểm nhấn cho cái khu vực đấu trường này. Và phần tầng 2 này thì mình sẽ nói cho nó có một cái đường viền cũng bằng cái loại gạch đá ở tầng dưới luôn. Rồi một tí nữa mình sẽ lắp cái hàng rào ở đây để tránh cái trường hợp là mình có thể bị lọt xuống dưới ha. Còn về loại gỗ mà mình dùng để làm hàng rào ở phía bên ngoài là loại gỗ của cái cây thời tiền sử này luôn nè. Mình khá là thích cái loại cây này luôn ấy, nên chắc là nó sẽ được dùng khá là nhiều trong cái việc mình xây dựng đấu trường đây. Để tăng cái phần chắc chắn cho cái đấu trường ấy thì mình sẽ trang trí thêm một ít cái phần cột bự như vậy. Trong cái phần đấu trường sẽ cực kỳ kiên cố luôn ấy. Phía bên trong thì sẽ có những cái lối đi ở trên hành lang giống như vậy. Đó, ở dưới thì cũng lồng sẽ bêm nhau các thứ mình có thể xem để biết kết quả ha. Và mình cũng sẽ gắn thêm một ít cái trụ vào để trông cho nó chống cái phần hành lang ở phía trên. Kiểu như vậy. Ít trụ thôi, nhiều quá thì khủng long sẽ bị vướng đấy và hạn chế cái việc chiến đấu bên trong nữa. Ui, nhưng mà sao đây đông thế? Đi ra chỗ khác. Nửa đêm nữa hôm mùa thả các bạn đi đùng ta lung tung. Rồi, hướng đối diện cũng sẽ có một cái trụ tương tự như vậy. Hết con xương, hết con zombie rồi, giờ tới con xương. Để mình bắt hổ răng kiếm đem qua bển bảo kê mình. Mấy người tới số hết. Con nào đụng vô mình là mình sẽ cho hổ răng kiếm xử. Xử đó em. Chám chống cự với mình hả? Rồi, công việc ở dưới để cho hổ răng kiếm lo đi. Mình tập trung xây dựng thôi. Đấy, giờ có người bảo kê rồi. Không lo bị quái rầy nữa. Ui, nhưng mà con Reaper này hơi căng nha. Phần Reaper này để mình tự xử đi. Chứ nó nổ tanh bành chỗ này là mệt á. Bất công xây lại chứ không gì hết. Còn về phần phía trên của cái đấu trường thì mình sẽ nối lại bằng những cái túi tinh được mình cắt thành cái dạng rào sắt giống như vậy nè. Nhìn khá là kiên cố ấy. Mình sẽ làm một cái vòng tròn bao quanh và nó sẽ nằm ở phía trên của những cái hàng rào phía dưới cả. Mình cứ ướm từ trên xuống dưới và xây thôi. Đó, sau khi ốp xong cái phần rào sắt bằng thủy tinh ở phía trên thì trông cũng khá hơn rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ trang trí nốt những cái chi tiết cuối cùng rồi sau đó đưa khủng long vào đây và chính thức mở ra giải đấu khủng long mở rộng thôi. Và cuối cùng thì cái đấu trường khủng long của mình đã chính thức hoàn thành rồi. Cộng vào thì mình hơi bị đầu tư luôn á nha. Kiểu như mình sẽ sắp xếp những cái bộ hóa thạch khủng long rồi sau đó dùng xương và gắn vào hóa thạch giúp cho hóa thạch to hơn trông giống như vậy nè. Nhìn rất là xịn luôn. Mình khá là ưng cái phần cổng vào. Và nếu để ý kỹ thì phía bên phải sẽ là những cái khủng long có mặt trong cái đấu trường ngày hôm nay, bao gồm khủng long bạo chúa. Rồi tiếp theo là tới khủng long Spinosaurus nè. Cái này là Mosasaurus. Bên đây là Therizinosaurus. Còn góc này á, mình thấy trống quá thế nên là mình nhét Triceratops vào luôn. Thấy cũng khá là ok đấy. Rồi phía bên trong thì cũng có một chút chỉnh sửa. Là cái phần đất mình sẽ thay thế bằng một cái vật liệu khác. Đó chính là cát ngoài sa mạc. Mình còn trang trí thêm một ít sỏi cũng như là những cái nút bấm cho giống với mấy cục đá gì đó. Và phía trên này thì còn có ghế ngồi cho khán giả luôn nha. Hơi bị xịn. Ui giời ơi. Cái này khán giả có thể thoải mái ngắm những trận đấu của các loài khủng long luôn. Ở đây thì mình còn lắp thêm vài cái cánh cổng nữa cho giống một cái đấu trường hoàn chỉnh. Tuy nhiên thì cái mặt này nó bị phần đất ở bên ngoài nó che rồi á. Nên là thôi, mình cũng không có lắp cái hàng rào vào. Mình giữ nguyên một cái bức tường đi. Rồi, thế là khu vực đấu trường của mình đã xong. Ui, mà không quên review cái phần điểm nhấn nữa. Đây đây, mình cũng rất là ẩn ý cái phần phía bên ngoài nha. Những cái chậu mà mình hay nhặt được bên địa ngục ấy, mình tận dụng nó và trang trí thắp sáng ở phía trên đấu trường. Trông khá là ưng mắt ấy chứ. Hơi bị đẹp luôn á nha. Ở đây cũng có nữa nè. Rồi, vậy là sơ qua thì phần đấu trường của mình đã xong rồi. Bây giờ thì tới công đoạn đó chính là về nhà và dắt khủng long qua cái đấu trường này để thực hiện những cái trận chiến thôi. Và bây giờ thì coi kìa, Mosasaurus đã lớn tới chừng này rồi. Sẵn sàng cho những trận chiến cam go phía trước rồi đó.
mình sẽ lấy thêm mấy cái lasso để bắt mấy loại khủng long này dễ hơn. Đầu tiên là Mosasaurus nè. Kế tiếp đến thì mình sẽ xuống cái phòng thí nghiệm của mình để mình dắt thêm khủng long bạo chúa. Đây, bắt thêm khủng long bạo chúa, rồi Therizinosaurus, và cuối cùng là Spinosaurus. Ơ nhưng mà sao chui vô trong đây rồi? Ở đây đây đây, bắt được rồi. Trời ơi, Spinosaurus tính đi xuyên lòng đất hay sao á. Nhưng mà có một cái điều khá là lạ, đó chính là cái trứng sư tử, à nhầm, kiến sư tử tới bây giờ vẫn chưa nở nè. Ai cha cha, hình như mình up sai cách hay sao rồi, nó không có nở được. Kỳ cục kẹo vậy cơ. Để mình kiểu như tổ chức xong cái trận đấu khủng long đi, rồi về nhà mình thăm chừng cái nữa, coi coi có nở hay không. Chứ up gì 2-3 ngày rồi, không biết trứng có bị ung hay không nữa mà sao up hoài không nở. Bên cạnh những cái nhóc khủng long mà kiểu như tham chiến ngày hôm nay thì cần phải có đối thủ cho mấy em nữa. Thế nên là mình sẽ chọn đối thủ liền. Đối với Mosasaurus, dự tính là mình sẽ cho chiến đấu với cá sấu của mình. Tại vì hai loài dưới nước chiến đấu với nhau thì sẽ công bằng hơn ấy. Nên là mình sẽ set kèo cho hai cái loại này. Và chắc nhiều bạn cũng sẽ thắc mắc, giữa Spino và khủng long bạo chúa thì đâu là loài khủng long mạnh hơn đúng không? Mình cũng thắc mắc vậy á. Nên là bây giờ mình sẽ vào cái chỗ mà Spino sống để mình ẵm cái nhóc Spino này tham gia cuộc chiến bất ổn ngày hôm nay. Cái này là giao lưu vui vẻ thôi chứ không có gì đâu. Dù có bị bại trận đi nữa thì vẫn sẽ được mình hồi sinh thôi. Còn ở đây thì mình sẽ bắt thêm... Ôi da, ai ai ai, cái gì? Ôi, ai ai ai. Mình tính bắt thêm Allosaurus ấy. Ui nhưng mà sao em hung vậy? Ok ok, Allosaurus ngủ rồi. Phải canh lúc ngủ vô bắt mới được. Trời đất ơi, hung dữ thiệt chứ. Hình như... À cái nhóc này mình chưa thuần phục. Con của hai cái nhóc Allosaurus mình thuần phục rồi. Vẫn giữ được cái đặc tính hoang dã nên là... Lại gần là tấn công mình liền. Chắc mình phải sắp xếp mình lắp mấy cái đồ chơi vô đây cho khủng long kiểu như tâm trạng vui vẻ hơn á thì sẽ không có tấn công mình. Nhưng mà gặp con này là mình cũng hết vui được rồi. Đi chỗ khác nha, chỗ khủng long tôi ngủ nha. Cả mấy con Ripper mất lịch sự đó, nguy hiểm quá. Rồi, và không thể thiếu đó chính là khủng long bạo chúa. Để coi coi khủng long bạo chúa thì mình sẽ cho đánh với ai ta. Ồ, khó thiệt á chứ. Ui ui, cái gì? Ủa? Sao khủng long bạo chúa lại sổng chuồng vậy? What the heck? À, cái con zombie này. Thì ra nó chọn cái chết. Nó vô chuồng khủng long bạo chúa mình nuôi mà nó dám đánh mình. Tới số nó thiệt chứ. Nãy giờ là có 3 kèo đấu rồi đúng không? Ừ, đánh với khủng long ăn cỏ Therizinosaurus thì chắc mình sẽ dùng một nhóc khủng long khác đi. Ê, mình có ý kiến này. Hay là bây giờ mình sẽ qua cái chỗ khu vườn khủng long của mình á. Mình chọn ra Triceratops. Đó cũng là một loài khủng long ăn cỏ. Đánh nhau với Therizinosaurus sẽ công bằng hơn ấy. Ừ, mình nghĩ khá là ok đấy. Thôi được, mình sẽ chọn em. Để mình bò cua qua đây. Rồi, bữa giờ Triceratops chỉ mới có theo mình đánh có đúng cái trận ở bên thế giới côn trùng rồi đúng không? Bữa nay cho em chiến đấu thêm với Therizinosaurus nữa. Đâu ta, em đâu rồi? Bữa mình thả ngay đây mà. Đâu ấy nhờ? Đây 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 đây, em bên đây. Đúng không? Phải em không? À chính xác. Rồi, đi thôi anh. Trước khi đi thì cho ăn cái đó, không biết có bị đói không nữa. À bây giờ tối à. Đây đói sương sương hay sao á. Rồi ok, no bụng rồi. Đi thôi. À mà chắc bây giờ mình cũng phải về nhà ngủ giấc thôi. Chứ đêm hôm khuya khoắt thì tổ chức giải đấu sợ khủng long còn buồn ngủ á. Cái thả ra thì chỉ ngủ thôi, không đánh nhau thì cũng hơi mệt. Ok. Và cuối cùng thì khoảnh khắc này cũng tới rồi. Giải đấu khủng long mở rộng của mình chính thức được bắt đầu. Giờ thì để mình vô trong sàn đấu trước cái đã. Và để cái trận đấu này nó công bằng hơn thì mình chỉ đứng ở trên thôi. Nhiệm vụ của mình chỉ là khiêu khích cho hai loài khủng long đánh nhau để mình xem kết quả. Bây giờ kèo đấu đầu tiên thì sẽ của hai loài ăn cỏ trước đi nha. Đó chính là Triceratops của mình và một cái nhóc Therizinosaurus chưa được mình thuần phục. Đây. Wow, rất là căng đó nha.
Dụng cụ của mình cần tới trong ngày hôm nay đó chính là một cái cây gậy dịch chuyển. Cây này sẽ giúp mình kiểu như bay lên đó, phía trên kia, để mình quan sát trận chiến này nó dễ hơn. Rồi rồi, vô đây, vô đây. Để mình bắt lại cái nữa, mình thả ra cùng lúc cho nó công bằng. Rồi, mình sẽ đánh Triceratops mình một cái. Rồi đánh nhóc bên đây một cái nữa. Rồi, ok. Ui, tóc biến theo luôn hả? What the heck? Rồi. Ok, giờ thì bắt đầu kèo đấu thôi. Ui, cái gì đấy? Ok, 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 rồi, rồi, rồi. Hai khủng long bắt đầu đánh nhau rồi. Ủa? Ủa, sao đánh nhau con cái rồi? Rồi thôi vậy. Ui, trận chiến của hai cái loài khủng long ăn cỏ khá là chóng vánh luôn. Hai nhóc này chỉ dí nhau vô góc tường rồi hút nhau một cái. Bên kia thì tán nhóc này một cái là xong. Lại ta. Đây mình sẽ cho năng lượng nè. Chắc là tại đói hay sao, đánh không nổi hay sao á. Ăn no đi. Nhóc bên đây cũng ăn no đi. Rồi. Ok, đánh mình rồi đó. Ôi, sao kỳ vậy? Ok, nhào vô đánh nhau đi. Hình như là Therizinosaurus sợ Triceratops hay sao ấy. Mình thấy vậy. Rồi, kèo này xét về diễn biến trong đây thì mình thấy là Triceratops của mình thắng Therizinosaurus rồi nha. Wow. Hai loài này kiểu như không có thực sự là háo chiến cho lắm. Đó, lâu lâu thì mới nhào vô đánh một cái thôi. Cũng hay, diễn biến này mình thấy kiểu nó chậm chậm á. Cũng có cái hay riêng của nó. Mà coi nãy giờ đánh. Wow. Hai loài cũng mất khá là nhiều máu rồi nha. Số lượng máu mất tương đồng luôn. Tính ra hai loài khủng long này ngang tài ngang sức ấy. Ok. Kết quả đã có rồi. Hai loài này ngang tài ngang sức nha. Mặc dù giáp của Therizinosaurus là rõ yếu hơn, nhưng mà em đánh vẫn rất là ok này. Wow, một loài khủng long ăn cỏ nhưng mà có sức mạnh tương đối tốt đấy. Được, được, được. Tiếp theo sẽ là kèo đấu giữa hai loài khủng long mà mình thấy khá là căng thẳng đây. Đó chính là khủng long bạo chúa. Đây là khủng long mình chưa có thuần phục nha. Với cả là Spinosaurus. Nhóc này thì mình đã thuần phục rồi. Vô, để xem coi đâu là khủng long mạnh hơn đây. Mình sẽ thả Spino ra trước đi. Rồi sau đó tới được khủng long bạo chúa. Rồi, và công việc của mình là đề ba thôi. Ok. Giờ thì hai loài khủng long đã va vào nhau rồi. Để coi coi hai loài có cắn nhau không sao. Hai loài không cắn nhau. À đâu rồi. Ủa? Ủa sao nhanh vậy? Oh my god. Oh, vậy thì không được rồi. Mình phải kêu chiến nhanh lên mới được. Không thôi là khủng long bạo chúa không có đánh lại Spino. Lần này nháp, lần này nháp. Lần này mình sẽ rút kinh nghiệm là mình sẽ đánh Spino của mình trước vài cái đi. Để bù cho lượng máu mà khủng long bạo chúa mất khi mà mình khiêu chiến. Rồi ok. Giờ thì đề ba nào. Rồi để xem coi hai khủng long đánh nhau. Đó đó đó. Bây giờ chính thức trận chiến mới diễn ra kìa. Rất khắc nghiệt luôn. Ô. Tuy nhiên thì kết quả vẫn nghiêng về Spinosaurus. Wow. Công nhận Spinosaurus mạnh thiệt á. Vua đầm lầy có khác. Nhưng mà vậy thì mình chưa tin lắm. Mình sẽ thử thêm một lần nữa để coi coi kết quả lần này là ai sẽ giành chiến thắng nha. Spino hay là khủng long bạo chúa. Ui, lần này thì tự động Spino nhào vô đánh luôn mà không cần mình đề ba luôn nha. Và kết quả vẫn là nghiêng về Spino. Wow. Mình hiểu lý do tại sao khủng long bạo chúa không đánh lại rồi. Cái lượng giáp mặc định của Spino là tới 10 lận, trong khi khủng long bạo chúa thì chưa tới 10 đâu. Đó là lý do mà nãy giờ Spino tấn công khủng long bạo chúa rất là thốn đấy.
Mà khủng long bộ chúa cắn Spino thì không mất máu nổi luôn mà. Uầy, nhanh thiệt sự. Rồi như vậy thì khủng long bộ chúa với Spino thì có vẻ là không cân kèo rồi. Mình sẽ đổi kèo lại. Mình sẽ đổi thành khủng long bộ chúa đánh nhau với Allosaurus đi. Mình nghĩ kèo này sẽ hợp lý hơn đối với khủng long bộ chúa nè. Đây, lần lượt là mình sẽ thả Allosaurus mình ra trước. Rồi ok, bên đây là khủng long bọ chúa. Để coi hai loài có sáp vào nhau đánh nhau không nha. Mặc định là hai loài không đánh nhau à. Quay, thân thiện vậy. Nào nào, quánh nhau thử đi nào. Va vào nhau đi. Sao khủng long bọ chúa này hip hop never die à. Quay quay cái gì đây. À, thích quay à. Ok, chưa, để mình đánh alo của mình trước rồi đó. Mình sẽ đánh hai cái trừ cho lượng sát thương mà mình khiêu chiến. Rồi rồi rồi, rồi. Khủng long chuẩn bị nhập cuộc rồi. Từ đây thì mình sẽ nhìn xuống để theo dõi trận chiến. Ồ, cố lên nha khủng long. Alo Soros, anh tin em. Để xem. Ui, nghỉ mệt à. Ôi, come on. Cái kẹo này thì Allosaurus của mình không đánh lại khủng long bọ chúa. Và khủng long bọ chúa sau khi đánh nhau với Allosaurus thì cũng nằm một đống rồi. Oh man. Kết quả đã biết rồi ha. Hiệp 1, Allosaurus thất bại trước khủng long bọ chúa. Nhưng mà mình sẽ cố gắng kiểu như tạo lại hiệp 2 để coi coi lần này Allosaurus có gỡ lại kèo hay không nha. Cùng mình cổ vũ Allosaurus nào. Lần này á thì mình chỉ đánh Allosaurus của mình một cái thôi. Hồi nãy mình đánh hơi nhiều nên là bị thua máu kìa. Tội nghiệp. Em đã nhỏ con rồi mình còn đánh nhiều nữa. Đây, bên đây thì mình cũng đánh khủng long bọ chúa một cái. Rồi ok. Giờ qua đây để cho khủng long của mình thấy nè. Rồi hợp lý rồi đó. Mình sẽ đứng từ trên và quan sát trận chiến thôi. Lại nha. Ồ. Lần này có vẻ Allosaurus mình đang chiếm lợi thế lại kìa. Cố lên em. Lần này thì với ưu thế về kích thước, khủng long bọ chúa lại giành chiến thắng nữa rồi. Như vậy thì loài khủng long có kích thước bé hơn là Allosaurus đã không thể chiến thắng nổi khủng long bọ chúa rồi. Nhưng mà không sao, em đã chiến đấu hết mình. Ok, như vậy thì khủng long bọ chúa chỉ thua Spino nhưng mà thắng Allo nha. Kèo đấu tiếp theo thì hơi khác biệt một xíu, là cái khu vực đấu trường á sẽ được mình chỉnh sửa thành một cái hồ nước như vậy. Tại vì kèo đấu lần này là của hai loài sống ở dưới nước, lần lượt là Mosasaurus, chúa tể biển cả, với cả là đâu rồi ta, đây, cá sấu nhà mình nuôi. Kèo này cũng hơi căng đó nha. Cố lên nha cá sấu, bữa giờ nuôi toàn cho ăn bò bít tết không đó. Gắng chiến đấu nha. Rồi đánh cái nè. Tiếp theo là tới Mosasaurus mình cũng sẽ thả ra. Rồi ok. Giờ thì để mình tốc biến lên trên trước rồi đó. Rồi để xem kèo đấu này sao đây. Ơ à. Ui. Cá sấu của mình chơi chiến thuật là cắn vô đuôi và cái kết là Mosasaurus không thể phản đam được luôn. U. Công nhận cho ăn bò bít tết chiến đấu lợi hại thiệt. Để tới hiệp 2 mình sẽ đánh cá sấu của mình nhiều nhiều xíu để cho cân bằng lại. Ui da, cá sấu trâu quá, mình đánh không vô máu nổi luôn. Ui, đánh nhiều em có bị buồn không vậy? Ui, mình đánh nhiều cá sấu buồn nha. Ôi ok, đánh xương xương vậy thôi. Đánh hồi cá sấu quất mình luôn á. Rồi, giờ thì thả Mosa ra cái. Đánh đúng cái thôi. Ok, giờ thì mình chuồn lên liền. Như vậy thì mình biết rồi. Cách tấn công của cá sấu khá là vượt trội so với Mosasaurus kìa. Đấy, cá sấu đánh tới mức mà Mosasaurus không thể phản đòn dù chỉ một cái thôi. Công nhận cái hàm vừa dài vừa sắc nhọn của cá sấu quả là một cái vũ khí lợi hại ha. Rồi ok, kèo này đã xong rồi. Rất là chóng vánh luôn. Ok, cho ăn bò bít tết tiếp nè. Và như vậy sau 3 kèo đấu á, thì mình thấy cá sấu của mình là thí sinh có cái màn thắng thuyết phục nhất. Không để cái địch cắn trúng dù chỉ một cái luôn ha.
Kế tiếp đến là tới lượt Spino nè, đánh nhau với khủng long bạo chúa cũng rất là căng luôn. Và cũng chiến thắng một cách rất là áp đảo. Khủng long bạo chúa thì cũng có được một trận thắng trước Allosaurus bé nhỏ. Tuy nhiên kèo đấu này thì mình thấy khá là thiệt cho Allosaurus luôn, vì mặc định máu đã thấp hơn rồi, mà kích thước cũng nhỏ hơn nữa. Nhưng mà chiến thắng thì vẫn phải công nhận sức mạnh của khủng long bạo chúa ha, cũng khá là dữ đấy. Rồi, và còn về kèo đấu giữa hai loài ăn cỏ, đó là Triceratops cũng như là Therizinosaurus, thì mình thấy kèo này khá là cân nè. Đánh nhau kiểu máu cứ ngang ngang nhau ấy, khá là khó để phân ra kẻ chiến thắng ấy. Ngoài ra thì còn rất là nhiều kèo đấu khác mà mình thấy cũng sẽ rất là hấp dẫn ấy. Nhưng mà thôi, việc để các loài động vật kiểu như tấn công nhau như vậy thì cũng không hay cho lắm, nên là mình chỉ tham khảo vài trận để biết sức mạnh của từng loài như thế nào. Còn bây giờ thì để mình về nhà rồi chuẩn bị đi lên đường đào thêm hóa thạch. Tại vì hiện tại thì chỗ ở của cá sấu vẫn rất là trống vắng nè. Có đúng một mình cá sấu sống trong cái hồ nước này thôi. Mình thì cũng rất là cố gắng đi tìm bạn đời cho ẻm lắm ấy chứ. Thôi gán đi, đợi mình xíu. Mình đi đào hóa thạch lần chuyến này, mình sẽ gán đào cỡ 4 stack luôn. Hôm qua 3 stack chưa có tìm ra hóa thạch của cá sấu. Lần này thì thử 4 stack coi, biết đâu bất ngờ. Cái ngọn núi lửa hôm qua mình đào ấy, mình thấy nó khá là tiềm năng để kiếm thêm hóa thạch, nên là bây giờ mình vẫn tiếp tục ghé qua đây để mình đào thêm đi ha. Kiểu nó lộ thiên thì ít ra mình đào nó cũng tiết kiệm thời gian hơn. Ồ, nhưng mà giờ mình mới để ý là gần đây có chỗ của anh một mắt á. Ồ. Thôi đi. Mình tính dắt khủng long qua đây đánh nhau với ảnh, nhưng mà thôi, bữa nay hình như mình hơi ngược đãi khủng long rồi đó. Để khủng long đánh nhau quá trời quá đất rồi, nên để cho khủng long nghỉ ngơi đi chứ. Tập trung mà đào hóa thạch mang về để phân tích kiếm bạn đời cho cá sấu nè. Đằng kia cũng có con slam vàng nữa kìa. Slam này đánh là sẽ rơi ra vàng đấy. Đây đây đây, chuẩn bị đó. Làm giàu không khó. Vàng rơi đập đập luôn kìa. Chiếc này giàu rồi. Được bao nhiêu vàng? 12 vàng luôn. Quá đã đi chứ. Ố, từ từ, hình như đây là, ủa, đây có phải là DNA của cá sấu không ta? Hình như là ẻm đấy. Ồ, cuối cùng thì mình cũng đào ra được một mẫu hóa thạch của cái loại cá sấu đó rồi. Ây da, bữa giờ đi kiếm hoài không thấy. Nhưng mà có một thì cũng hơi căng. Cái này là một cái xương chân thôi, nên là nó chỉ có 5% à, rất là thấp. Thôi thì mình sẽ gán kiếm thêm vài cái mẫu hóa thạch của cá sấu đi, càng nhiều càng tốt. Có gì còn tăng cái tỷ lệ kiểu như ra DNA nữa. Không hiểu sao trên núi lửa mà nhiều gà thiệt sự. Ủa, con này hình như không phải gà. À, đây là con vịt. Ủa, không hiểu sao trên cái chỗ núi lửa phun trào này mà vịt lại thích sống đấy nhờ. Lạng quạng lại có vịt quay và ri ăn bây giờ đó. À, quên nữa, ngoài cá sấu ra thì bây giờ mình cần phải tìm thêm một cái DNA của một cái loài trong kỷ băng hà, đó chính là ngựa quát gà. Đúng rồi, loài ngựa đó mình vẫn chưa có sở hữu đấy. Chắc mình phải kiểu như là đi kiếm một cái chỗ có cái dụng nước đen để mình lấy hạt đen về nhà thôi. Gần đây mình chưa có khám phá hết đâu, nên là một xíu đào hóa thạch xong thì chắc mình sẽ đi tìm thử. Mình cũng cố ráng đi tìm á, nhưng mà có vẻ nhân phẩm của mình không cho phép điều đó rồi. Nên là thôi, có nhiều dùng nhiều đi. Lần trước mình có được 15 cái ta fossil nè, đặt hết nhân phẩm vào nó thôi chứ biết sao giờ. À, và mình cũng sẽ không quên phân tích mấy cái hóa thạch bình thường nữa. Cái rương này thì nó cũng đã chật rồi, nên là chắc mình sẽ lấy bớt mấy cái DNA bị trùng, cất bớt vô rương để xíu còn có slot để mình chứa những cái món đồ mới nữa. Rồi, cho cái ta fossil này vào và chờ đợi thôi. À, quên nữa, trong lúc chờ đợi thì để mình lấy cái xương của đâu ta, cái xương của cá sấu đâu rồi. Ủa, mình nhớ mình dục vô đây mà. À, đây 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 đây, xương của cá sấu đây. Để xem với 5% thì mình có thể sở hữu được cái DNA của cá sấu hay không. Please please. Mình có được rồi.
Ủa đâu rồi? Cá sấu, cá sấu. Đây. Năm phần trăm mà mình có được luôn. Thời tới rồi. Như vậy thì ý trời không muốn cá sấu FA nữa rồi. Mình mừng giùm cho cá sấu luôn. A few moments later. Ủa? Cuối cùng mình lại đón nhận thêm một tin vui trong ngày hôm nay nữa rồi. Là với số lượng ít ỏi tha fossil thì mình đã tìm ra được DNA của cái loài ngựa quý hiếm rồi. Bữa nay nhân phẩm mình cao thiệt sự. Trong lúc chờ đợi cho DNA của loài ngựa quát ra biến thành phôi thai thì mình sẽ đem đi ấp cái trứng của cá sấu đi. Đây, mình sẽ ấp cạnh trứng của kiến sư tử luôn nha. Rồi, như vậy là cái trứng này có vẻ là ung rồi, không chịu nở rồi. Chứ trứng gì mà ấp 3-4 ngày không có chút xíu động tĩnh gì luôn á. Để mình đập ra thử coi. Cũng vậy à. Uầy, không biết là trứng cá sấu sẽ nở ra giống đực hay cái đây. Cá sấu nhà mình nuôi là giống cái á. Chuẩn bị nè. Đây rồi, nở rồi. Ui, cá sấu cái nữa hả? Hôi luôn. Cái gì đây, chạy lại chỗ của cá sấu à? Biết chỗ không? Trời, chắc không biết đâu. Đây. Ôi, chưa, nhầm. Mình phải lấy lá xô chứ quên nữa. Chụp em lại cái. Gặp nước cái là khoái lắm. Này, mình sẽ chở qua bên kia, ở chung với cá sấu. Tiếc quá à, mình tính là kiếm bạn trai cho cá sấu nhưng mà lại ra cá sấu cái rồi. Nhưng mà ít ra cũng có đồng loại thì chắc cá sấu sẽ đỡ buồn hơn á. Đây, đồng loại của cưng xuất hiện rồi nè. Rất là lâu luôn mới có được á. Thôi, sống chung hòa thuận với nhau nha. Đồ ăn các thứ mình cho vô đầy đủ hết rồi. Bây giờ mình về nhà rồi tiếp tục canh cái phôi thai của ngựa quát ra nữa nè. Không biết giống ngựa đó sẽ có hình dạng như thế nào nữa. Đây, phôi thai đã được tạo ra xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiêm vô chú bò nha. Ok. Mình sẽ nhờ chú bò trong cái chuồng của khủng long tí hon. Để giùm chú ngựa. Ok. Mình còn mấy cái thuốc tăng trưởng nè, mình chuẩn bị sẵn. Một xíu nữa ngựa quát ra chào đời á là mình cho dùng thuốc liền luôn. Đâu rồi? Đây, sắp rồi. Rồi coi nào. Úi, đây rồi. Ngựa quát ra đó chào đời rồi. Rồi, thank you chú bò nha. Đây à. Đây là ngựa quát ra đây à. Ui, nhìn ná ná ngựa vằn đấy nhờ. Rồi để mình ra ngoài mình ngắm cho dễ. Đây. Chân rất là dài nha, nhưng mà cổ hơi ngắn mình thấy vậy. Và khi lớn lên coi. Ủa? Ngựa quát ra không? Ngựa quát ra không có dùng thuốc được. Vậy là phải đợi rồi. Để mình đợi đi. Có 1000 mấy giây thôi thì ngựa sẽ trưởng thành đấy. A few moments later. Sau một khoảng thời gian chờ đợi thì bây giờ ngựa quát ra đã lớn như vậy rồi nè. Khi lớn lên thì các cặp giò đã to hơn rồi, nhưng mà cũng không có dài hơn là bao nhờ. Và bây giờ mình có thể thuần phục được nè. Đâu, để mình thử thuần phục loài ngựa thời tiền sử coi. Quầy, có vẻ là khó tính đó nha. Đá mình xuống liên tục kìa. Ôi trời, đá mình văng dính cái cột luôn. Như vậy. Nào, ngoan nào. Ngoan đi, tí anh cho ăn cà gót. Thấy chưa, phải dụ bằng thức ăn thì mấy cái loài này mới chịu. Rồi, vậy là mình đã thuần phục xong ngựa thời tiền sử rồi. Bây giờ thì mình cần thêm một cái yên cưỡi thì mới có thể cưỡi được ngựa nha. Ê, hình như là ngựa có thể gắn được rương hay sao ấy. Để mình thử làm cái yên trước nè. Rồi làm thêm một cái rương nữa để gắn lên lưng coi có được hay không nha. Mình nghi lắm, tại vì mình thấy bên hông nó có cái ô giống như là ô chứa rương vậy. Ô, chính xác rồi. Hay nha. Tiện lợi thiệt. Mình cưỡi ngựa thì mình có thể mang theo một cái rương di động luôn này. Wow. Và ngựa thời tiền sử thì có vẻ chạy cũng như ngựa bình thường thôi. Nhưng mà được cái nhảy hơi bị cao. Wow. Ngựa có thể kết hợp với cái dòng nhảy nhiều lần của mình ấy, để tạo ra những cái cú nhảy cực cao trên trời giống như vậy nè. Wow. Nhưng mà hơi nguy hiểm nha.
Ui, từ 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 từ. Đọt cây này mà gớt xuống là ngựa mình gãy chân ấy. Chắc phải về nhà mình lấy lúa hoặc là cà rốt ra cho ngựa ăn thôi. Ngựa mất máu quá trời rồi. Đây, lúa nhà trồng. Thơm ngon, mời ngựa ăn nha. Ăn đi cho mau lại sức. Rồi. Yeah, và như vậy thì loài vật cuối cùng trong thế giới công viên Cổng Long cũng đã được mình hồi sinh và thuần phục rồi. Loài ngựa này thì mình thấy cũng khá là đẹp ấy chứ. Trên đầu thì có những cái vằn vằn giống như vậy nè. Trông cũng khá là đặc biệt. Nói chung thì cái hành trình này của mình cũng khá là thành công rồi. Khi mà mình hồi sinh được gần như là toàn bộ những cái loài khủng long trong cái khả năng của mình. Ngoài ra thì có một số loài ấy thì nó đang trong cái giai đoạn phát triển. Thế nên là mình chưa có thể hồi sinh được nè. Hơi bị nhiều DNA mới luôn. Nhưng mà chắc phải đợi thêm một thời gian nữa cho nhà phát hành kiểu họ cập nhật lên. Rồi mình mới có thể hồi sinh được những loài đó ấy. Hiện tại thì mấy cái nhóc khủng long mình nuôi vẫn đang sống rất là thoải mái trong những cái lồng mà mình xây này. Thức ăn thì luôn cung cấp đầy đủ. Đảm bảo là không có bị đói hay là thiệt thòi gì đâu. Đây, bên đây thì có Spinosaurus nè. Mấy em đang tắm trong hồ á. Còn ở đây thì cá sấu bên này thích nha. Có bạn mới liền. Chỉ tiếc là cá sấu chưa thoát kiếp FA thôi. Còn bên này thì hổ răng kiếm cũng vậy. Sinh sôi nảy nở quá trời cơ. Mà nhắc tới sinh sôi nảy nở á, thì để mình dắt các bạn qua bên cái khu vườn khủng long bên kia. Mình thấy bên kia có một cái cuộc bùng nổ số lượng voi ma mút luôn á. Mèn đét ôi, từ khi mà mình đem voi ma mút qua bên kia á thì đẻ liên tù tì luôn. Bây giờ thì khu vườn này toàn là voi không kìa. Sợ thật sự. Quá trời quá đất voi luôn. Đúng kiểu là không thể ngăn cản được voi ma mút luôn á. Và hành trình nào rồi thì cũng sẽ có kết thúc thôi. Hành trình công viên khủng long của mình cũng vậy. Chúng ta đã cùng nhau trải qua những cái ngày tháng đi đào hóa thạch nè, rồi hồi sinh khủng long các thứ. Và trong cái hành trình của mình á, thì mình cũng hồi sinh được khá các loài khủng long từng thống trị trong thời tiền sử, như là Mosasaurus này, thống trị biển cả, rồi khủng long bạo chúa, và cũng như là rất là nhiều loài khủng long ăn cỏ dễ thương khác. Trong đó có một loài khủng long cực kỳ tí hon nè. Wow, hơi bị đã luôn á nha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt hành trình vừa qua. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những cái hành trình kế tiếp của mình. Bye bye.